Hello, xin chào tất cả quý vị. Quý vị ơi, lời đầu tiên cho phép Kim Thoa xin gửi lời chào đến quý vị nha. Quý vị ơi, ẩm thực chay làng quê của Kim Thoa bây giờ gần như là sắp hoàn thành 100% rồi cả nhà ơi. Quý vị biết không, ăn chay bây giờ không còn là giới hạn trong tôn giáo hay là ăn chay để giảm cân, giảm béo hay là để chữa bệnh nữa, mà đang còn là một xu hướng hiện đại. Ăn chay bây giờ còn đang là dần trở thành một cái ẩm thực của thời thượng đối với những nước đang phát triển. Và ăn chay không chỉ dành riêng cho các chùa, các thầy hay là các tu sĩ hay là những Phật tử nữa, mà ăn chay bây giờ còn dành riêng cho giới trẻ nè, giới nghệ sĩ và giới trí thức. Giữa cuộc sống bộn bề hối hả thì nhiều người họ thích rủ nhau đến những quán cơm chay nè, nhà hàng chay hay là ẩm thực chay để mà thư giãn, tìm những phút bình yên, bởi vì họ thích được ăn những món chay coi như là thanh đạm nè, rồi nghe những nhạc thiền du dương, rồi đôi khi là ngửi những mùi trầm hương thơm thoang thoảng để họ cảm thấy được lòng mình nhẹ nhàng và an lạc hơn. Cuộc sống bận rộn như vậy đó cả nhà, có những người là không cần phải mất thời gian như là 1 tiếng hay là 2-3 tiếng đồng hồ gì đó để mình chế biến những cái món chay, và đôi khi là lại không theo ý muốn của mình nữa. Họ thường hay rủ nhau đến những quán chay như vậy, thứ nhất là kết nối được tình bạn nè, rồi tình cảm yêu thương gia đình nè, với một cái không gian thoáng mát và cảm giác ấm cúng, rồi đôi khi đặc biệt là kết nối được các đồng nghiệp với nhau trong công việc nữa. Thì quý vị không cần phải đầu tắt mặt tối vào bếp để nấu ăn đâu, mà quý vị hãy đến với ẩm thực chay làng quê Kim Thoa nhé. Gì đây không? Đây là cái chòi lá để mà khách hàng khi mà mua đồ ăn hay là thức uống đó thì vào đây ngồi ăn. Một cái cảm giác rất là mát và ấm cúng và rất là lạ luôn nha. Cái cảm giác mà mình vào đây ngồi mình rất là thích luôn. Thì như cái chòi này thì Kim Thoa là xây dựng đặc biệt là 13 tỉnh thành, 13 tỉnh miền Tây. Nhưng mà ở đây là Phú Mỹ và Rịa Vũng Tàu thì đặc trưng cho cái Phú Mỹ và Rịa Vũng Tàu. Thì cái này là dành riêng cho Phú Mỹ và Rịa Vũng Tàu nha. Thì từ từ Kim Thoa sẽ dắt cho tất cả quý vị cùng tham quan với Kim Thoa nha. Đây là Phú Mỹ nè, ai thích vô Phú Mỹ thì vô, ai thích vô Vũng Tàu thì vô đây, ai thích đi Vũng Tàu còn ai thích Bà Rịa thì vô đây. Mình ngồi đây là coi như là mát mẻ luôn nha, không sợ mưa mà không sợ nắng luôn nha. Rồi bắt đầu từ từ Kim Thoa sẽ dắt quý vị đi miền Tây nha. Qua đây đó, miền Tây có người ngồi kìa, thấy chưa? Đây, miền Tây thì có Tiền Giang nè cả nhà. Đó, có chị ngồi đây nè, chị ơi. Chị ngồi đây thấy cảm giác sao? Rất là thoải mái phải không? Thấy thích không? Ồ, nắng mình bật đèn lên luôn ha. À, quý vị ở đây là có cái cây cây hoa này, hoa gì ta? Nói đi. Ở đây đặc biệt là quán Kim Thoa là Kim Thoa rất là thích hoa tử đằng, tại vì Kim Thoa thấy nó có tu rua xuống gì nè, đẹp và mát nữa. Rồi nghe nãy đi Tiền Giang rồi, bây giờ về cái chòi này là quê của Kim Thoa luôn nha. Đây là An Giang. Đó, An Giang có người ngồi sẵn luôn, thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đi vào khu ẩm thực bên trong luôn nha. Ai thích ngồi ở ngoài thì ngồi ở ngoài, còn ai thích ở trong thì mình ngồi ở trong. Đây là những cái trụ cột của nhà hàng, nhưng mà được thiết kế bằng đèn mà như là cái hoa, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi có phun sương rất là mát, không sợ nóng luôn. Đây là cái khế, ăn khế chả vàng. Trời ơi, rồi được cục vàng rồi. Tối nay về được cục vàng nha. Còn đây là những cái kiosk. Đây là những cái kiosk mà khi mà cả nhà mình đó là đăng ký thì hãy liên hệ với Kim Thoa nha. Đây là những kiosk, cũng có rất là nhiều người đăng ký rồi, thì cái này là Kim Thoa giới thiệu thôi, để cả nhà mình ai có đăng ký thì đến đi thực tế để thấy, đăng ký để mình bán những món chay.
Rồi đây là những cái kiosk ha. Kim Tho giới thiệu như vậy nhưng mà chút nữa Kim Tho sẽ quay một lọt cho cả nhà coi ha. Còn tới đây là trời Cần Thơ ha. Ai quê Cần Thơ thì thích vô Cần Thơ thì vô Cần Thơ ha. Còn trước mặt là Sóc Trăng. Thôi mình đi theo trời luôn đi cả nhà ơi. Sóc Trăng. Ai thích ngồi kế cái cây tử đằng hoa tím thì lại trời Sóc Trăng nha. Đây là Cà Mau, dành cho những người yêu thích Cà Mau hoặc là ở tỉnh Cà Mau. Đây là tỉnh Trà Vinh. Trà Vinh có hoa màu hồng đẹp quá. Rồi đây là một cái dãy bàn. Một cái dãy bàn cũng rất là đẹp và coi như là theo hàng lối luôn, thẳng hàng thẳng lối luôn nha cả nhà. Những cái bàn ghế này là thứ nhất là cũng dành cho những cái người khách vô mua đồ chai đó, hoặc là thức ăn thức uống thì đến bàn ngồi. Và ngồi đây vừa ăn và cuối tuần thì vừa ăn vừa uống vừa được thưởng thức chương trình văn nghệ. Còn đây là sân khấu nha. Đây là sân khấu của ẩm thực chay làng quê Kim Thoa. Để Kim Thoa bước bước lên coi. Lung linh. Sân khấu rất là lung linh nha cả nhà. Thì cuối tuần đó vào thứ bảy chủ nhật thì Kim Thoa có làm những chương trình văn nghệ. Thì có MC rồi ca sĩ chuyên nghiệp từ Sài Gòn xuống để hát. Không có bán vé để phục vụ cho bà con mình đến ăn chay. Vừa được ăn chay mà vừa được nghe thưởng thức văn nghệ nữa nha cả nhà. Và sân khấu của Kim Tho là lắp đặt cũng rất là chuyên nghiệp nha. Có đèn nè, đèn sân khấu đây. Rồi đèn ở đây nữa. Đó. Rồi sẽ được thiết kế trang bị sắp tới là với một cái gọi là âm thanh rất là hoành tráng luôn nha cả nhà. Âm thanh này là âm thanh chuyên nghiệp, âm thanh sự kiện luôn. Rồi đây là hai cây khế nha. Ai ăn khế nhớ trả vàng nha. Còn đây là cái sân khấu để dành cho ca sĩ khi mà đi lên chuẩn bị đi diễn đó, hoặc là diễn xong rồi đi xuống, hoặc là dành cho MC đi lên đi xuống bên đây cũng rất là tiện nha cả nhà. Rồi ở phía sau sân khấu là gì quý vị biết không ạ? Bây giờ Kim Thơ sẽ bật mí nha. Phía sau sân khấu đây. Đây là một cái phòng dành riêng, đặc biệt dành riêng cho ca sĩ nha. Tại vì mình đi diễn nhiều nơi đó, mình thấy có những cái chỗ ca sĩ đến hát phải đứng lóng ngóng ở ngoài, rồi ngồi cũng không có ghế ngồi, rồi nhìn nó rất là thương ca sĩ, tại bản thân mình cũng là ca sĩ mà. Cho nên mình cảm thấy rằng là ca sĩ không có được tôn trọng khi mà đến hát. Cho nên Kim Tho thấy như vậy. Cho nên đối với Kim Tho khi mà làm một cái sân khấu như vậy thì Kim Tho đòi là phải có một cái phòng dành riêng cho ca sĩ đàng hoàng, là phải có bàn ghế, rồi đó là ca sĩ đến là phải có nước uống đồ này kia nọ, phải chu đáo chứ. Đó, khi mà ca sĩ người ta được tôn trọng, người ta cũng cảm thấy vui, người ta hát người ta cũng cảm thấy rất là hạnh phúc nữa. Đó, cả nhà thấy không, rất là trân trọng ca sĩ nha. Mát mẻ luôn. Rồi đây đặc biệt, đây là bàn thờ tổ. Đây là bàn thờ tổ thì đặc biệt là năm nay nhân dịp ngay giỗ tổ thì Kim Tho cũng đã thỉnh tổ về thờ. Đó là một cái điều Kim Tho rất là vui, rất là hạnh phúc. Tại vì làm nghề bao nhiêu năm thì năm nào Kim Tho cũng đi cúng tổ ở khắp nơi, ở các sân khấu của tất cả các anh chị trong nghề. Nhưng mà mình
chưa bao giờ dám mà lập một cái bàn thờ riêng để thờ tổ. Thì năm nay thì Kim Thoa đã thỉnh tổ về ẩm thực chay làng quê Kim Thoa để thờ, hy vọng là được tổ thương và gia hộ cho Kim Thoa ạ. Hai bên bàn thờ tổ là có hai cái cây xanh cũng rất là đẹp, gia Kim Thoa rất là thích luôn. Rồi bây giờ Kim Thoa sẽ dẫn quý vị đi tham quan nữa nha, tiếp tục nữa nha, chưa hết đâu. Còn riêng ở bên đây thì dành riêng cho nhân viên nha cả nhà. Bây giờ Kim Thoa sẽ quay ở phía sau cho cả nhà coi luôn. Đây là thiết kế là toilet của ẩm thực chay làng quê Kim Thoa, cũng rất là rộng và rất là sạch sẽ. Đây là toilet nam ha, bên đây là toilet nam. Toilet nam đây cả nhà. Đã được quét dọn lau chùi rất là sạch sẽ rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 cái toilet nam nha. Là có nhà tắm đồ đầy đủ luôn. Quý vị nào Phật tử hay là có ai đi xa gì đó thì thay đồ thay đạt tắm rửa thì vô đây có luôn nha. Rồi là đây là những cái bồn rửa tay nè, được thiết kế có những cái tấm gương để mình soi gương trang điểm hay gì đó ha. Cũng rất là tiện lợi. Tại vì trước khi vô ăn nó nhiều khi người ta ghé đầu cổ ta bồm sòm, người ta muốn trang điểm nó xinh đẹp, ta ra ta ngồi ta ăn. Giống như Kim Thoa vậy đó. Kim Thoa mà vô là Kim Thoa phải điệu trước xong Kim Thoa mới ăn. Mà mình có cái tật kỳ lắm, mình đến chỗ nào mà toilet mà dơ dơ á, nói thiệt cả nhà đừng cười, nghe nhiều lúc nín luôn không thèm đi. Nhiều lúc nín luôn không thèm đi. Cho nên là mình là phải sạch sẽ mới được. Đây là nhà tắm luôn nha. Bên đây toilet nữ cũng hoành tráng luôn, không thua toilet nam luôn nha. Cũng sạch sẽ nè. Rồi là cũng có nhà tắm đồ luôn. Đó. Rồi đây là cũng bên trong dành cho ca sĩ, ở ngoài là ví dụ như người thân của ca sĩ đi theo hay gì đó thì người ta có thích ngồi ở đây, hoặc là các anh quay phim hay youtuber gì đó, người ta muốn ngồi đây người ta ngồi ha. Đây là cái phòng dành riêng cho coi như là chỉnh âm thanh luôn nha, chỉnh âm thanh mà có cái phòng riêng đặc biệt luôn cả nhà ơi. Coi như mà ca sĩ mà hát mà ai muốn lộn xộn hay là lỡ phá hay chỉnh nhạc bậy bạ là cũng không được đâu nha. Rất là tôn trọng ca sĩ luôn đó. Ở đây cũng là những cái kiosk ha. Cả nhà nào muốn lấy kiosk nào thì đăng ký Kim Thoa nha. Đặc biệt là ẩm thực chay làng quê của Kim Thoa nha cả nhà. Thì ban ngày và cũng như ban đêm là có lắp đặt máy phun sương, coi như là từ ở phía trước mà ra đến phía sau luôn, là chỗ nào cũng có phun sương, rất là một cảm giác rất là mát mẻ luôn nha cả nhà ơi. Ôi nhưng mà Kim Thoa là thích nhất là cái phong cảnh bên đây nè cả nhà. Kim Thoa dắt cả nhà qua bên đây nha. Đây, ai mà thích gọi là không thích ồn ào đông đúc gì đó mà ngồi đây thì hãy đến với cái chòi Đồng Tháp nha. Em gái nhà măng ước muốn đôi lần, đang tuổi xuân thì có được tình nhân. Nhà măng Đồng Tháp nha. Nè hai bên còn có chú Nai hả? Nai đúng không? Chú Nai. Nai bên đây có sừng, bên đây không có sừng. Còn đây là cái ao sen thì cũng mới trồng mới ươm thôi nha cả nhà, để mai mốt vài bữa nữa thì nó sẽ coi như là bám rễ bám đất rồi nó nở nang ra, thì lúc đó là nó sẽ đẹp hơn nhiều ha. Ồ nãy cái vàng này mình chưa đi nữa nè, Bến Tre ơi, Bến Tre ơi, chỗ nào cũng có bài hát chứ.
Bạc Liêu giấc mơ tình yêu. Vĩnh Long, cô gái Vĩnh Long vẫn đẹp như màu sông nước Cửu Long. Kiên Giang, Kiên Giang mình đẹp làm sao. Cái nào cũng có bài hát đó. Đây là Long An. Long An ơi, chung thủy đợi chờ. Rồi đây cũng là những cái chòi, những cái kiosk chứ lộn, đây là những cái kiosk nha. Kim Thoa sẽ dắt quý vị đi là coi như là khám phá một vòng những cái kiosk. Đây là phía mặt ngoài nha cả nhà, mặt ở phía ngoài. Ở bên đây là đường và có chỗ đậu xe thoáng mát luôn nha. Đây là đường Nguyễn Trãi, có chỗ đậu xe thoáng mát luôn nha. Đây là cái mặt đường đối diện với đường Nguyễn Trãi. Đây, quay các chòi đi. Kiosk. Mỗi một kiosk đều có cửa đóng và cửa mở luôn nha cả nhà. Cả nhà mình mà đăng ký những cái chòi này bán những món chay thì sẽ đông và rất là vui luôn nha cả nhà. Nhất là những cái ngày thứ bảy chủ nhật, các lễ hội, những cái chương trình ví dụ vía Quan Âm hay là vía Di Đà gì đó, rồi thứ bảy chủ nhật người ta về cộng tu ở các chùa đó, thì những cái Phật tử sẽ về đây rất là đông. Cho nên là các bạn mà đăng ký chòi kiosk để mà bán đồ chay thì sẽ rất là vui, rất là nhộn nhịp. Quý vị nào thích cái chòi nào cứ đăng ký và liên hệ Kim Thoa, thì Kim Thoa sẽ cho địa chỉ định vị trực tiếp thì sẽ dắt cho quý vị xem thực tế luôn nha. Những cái cửa mà đóng mở đó cả nhà, khi mình bán thì mình mở lên, còn khi mình không bán nữa thì mình đóng lại, khóa lại được nha. Cá nhân mọi người là đều đóng khóa được hết nha cả nhà. Rồi Kim Thoa đã giới thiệu coi như là nguyên một cái dãy ở bên đây là những cái chòi, những cái kiosk rồi. Bây giờ Kim Thoa sẽ dắt quý vị đi sang qua bên trái của khu ẩm thực nha, để coi là có gì đặc biệt nè. Quý vị nhìn đây có thấy gì không ạ? Đây là Phật Di Lặc nha. Di Lặc. Đây là hổ, chú hổ. Đây là voi nè. Đây là chú ruồi, chú chó to đùng luôn. Đây là, thật ra đây là những cái sản phẩm xi mạ bên công ty của Kim Thoa sản xuất và sẽ được trưng bày tại khu ẩm thực làng quê Kim Thoa luôn nha. Và lúc đó là coi như là ở đây là trưng bày tất cả những cái đồ phong thủy bên Kim Thoa, thì cũng gồm có là coi như là những cái bát hương, bát nhang, đèn lưu đồng và đặc biệt là có đèn cúng dường. Mà lúc trước Kim Thoa cũng hay giới thiệu đến tất cả quý vị đó, và đồng hành cúng dường với quý vị để đi cúng dường các chùa ở trên các nước luôn đó, thì cũng sẽ đem về đây. Và bên Kim Thoa còn sản xuất cũng rất là nhiều tượng Phật luôn, thì cũng sẽ trưng bày ở đây. Và đặc biệt là đây là cái tượng hổ. Rồi ngoài tượng hổ ra còn có rất là nhiều, giống như là gà nè, đại bàng nè, có nè, rồi rồng nè, rồi nói chung là 12 con giáp vừa làm quà tặng cho tất cả quý vị, như là trong những cái dịp như là lễ Tết hay là sự kiện hay là sinh nhật hay là tặng cho bạn bè, đối tác, người thân, rồi mình có thể là để trong văn phòng của mình, những cái ví dụ như nhà hàng buôn bán gì đó mình thích để mình trưng bày cho nó đẹp đó, thì bên kia thôi là có đầy đủ luôn nha. Và đây là cái văn phòng chỗ làm việc của Kim Thoa. Thì khi mà khu ẩm thực chay làng quê Kim Thoa đi vào hoạt động thì Kim Thoa mỗi ngày sẽ ra và sẽ ngồi ở đây để coi như là làm việc ở đây. Mình quán xuyến, mình trông coi rồi mình tiếp khách của mình, những khách hàng của mình. Cũng xin lỗi cả nhà là cũng vừa xong cho nên là chưa nè, chưa có tháo bọc, tháo tem nè.
còn bề bộn như cả nhà cũng còn bề bộn, còn đóng bụi, nhưng mà ngày mai là sạch sẽ rồi. À, cả nhà nhìn là biết chỗ làm việc Kim Tho rồi phải không? Có hình Kim Tho luôn nè. Khách quen mà hay là khách vào ăn chay có muốn tư vấn hay muốn mua cái gì đó thì Kim Tho mời vào đây đó, ngồi đây. Rất là thoáng mát luôn. Đây là logo của bên ẩm thực chay làng quê Kim Tho nha. Đây là cái logo, hai bên là bông lúa vàng. Trên đồng lúa vàng. Ngồi đây thấy mát không? Thấy thích không? Mai mốt mà đi vào hoạt động là nhớ rủ người thân rồi lại ủng hộ em nha. Kế bên luôn. Vậy hả? Kế bên luôn nè. Dạ, dạ. Mốt ở đây là coi như vừa ăn mà vừa xem ca nhạc luôn. Dạ. 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 Quá đẹp. Dạ. Có một bà chủ gọi nó. Ờ dạ. Dạ dạ. 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 Cô ơi, cô ngồi đây nãy giờ cô thấy cái không gian ở đây sao cô? Trời ơi, cô thấy quá đẹp, chỉ có một cái này là nhất á. Vậy hả? À, ở đây là nhất đây đó. Dạ. Cô thấy mát không? Quá mát luôn, cô vô ra mát lạnh luôn á. Vậy mai mốt con khai trương rồi cô có rủ người thân tới ủng hộ con không ta? Trời ơi, cô kêu hết. Bữa trước có ông chú ở trên Đắk Lắk ổng xuống. Dạ. Mà ổng chờ để con khai trương mà chờ lâu quá thì ổng đi về. Thôi vậy mai mốt con khai trương rồi cho hai cái cô rủ ổng xuống nha. Đó bà Thím bây giờ ổng là bán khai trương. Hình như nãy con nghe cô nói là có hôm trước có ai đó đăng ký bán đúng không? Có chị Phục rằng là cô đó bả lại bả nói là chị đăng ký đai mấy căn mà không biết có đăng ký được không. Bà dạ, bán bánh rồi đây nè. Có mình như cổ bữa nào kêu cổ tới xem thực tế luôn đi cho dễ. Bà dạ. Ở sau nhà chờ cô luôn đây nè, cô ngay trước trong đồng sáng nay. Dạ. Cô bán cà phê đó. Dạ. Bữa giờ cũng có mấy người đăng ký ở đây rồi nè. Mấy người đăng ký đây quá đẹp luôn. Trong cho vợ ở đây của ca sĩ hát rồi. Dạ. Không có chỉ là con hát mà nhiều ca sĩ Sài Gòn xuống luôn. Ừ đúng rồi. Dạ. Thì đó như là thứ bảy chủ nhật hàng tuần ở đây là chắc là cô dân nghệ biết đây. Dạ, nhà cô sát đây mà. Bữa trước có mấy đoàn Phật tử người ta về chùa ta cổng tu á. Thứ bảy chủ nhật đó chị ơi, người ta ghé đi quá trời luôn. Đúng ta rồi. Nói xong chưa ta ghé ta ăn. Ở đây là tu nhiều lắm con, ngồi chùa Hộ Pháp rồi đó. Ủa, cô thấy trên TV cô trên mạng cô thấy con hát chùa không mà. Cảm ơn cô A Di Đà Phật. Cô thấy con lên khách về chùa không, chùa Hộ Pháp được phải không? Dạ. Ở đây là tới ngày vía Phật là đăng lắm.